Homestay ở Vũng Tàu lắp camera ẩn trong công tắc lên tiếng thách thức khi bị khách phát hiện. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, một nữ du khách chia sẻ trải nghiệm phát hiện camera quay lén trong căn homestay mà cô thuê tại thành phố Vũng Tàu. Theo đó, hai ngày lưu trú tại một căn hộ cho thuê tại dừa sóng, cô đã phát hiện ra một thiết bị lạ trên trần nhà và trong tủ. Khi kiểm tra, cô nhận ra đó là một camera được ngụy trang trong công tắc điện. Một camera khác cũng được tìm thấy trong hộp tủ đối diện phòng vệ sinh hướng trực tiếp vào khu toilet ngay sau khi phát hiện sự việc nữ du khách đã liên hệ với người được cho là đại diện nhận khách thuê căn hộ homestay với tài khoản mạng xã hội tên khánh vân tuy nhiên phản hồi từ phía người này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn thay vì giải thích hay xin lỗi chủ homestay đã có thái độ thách thức và thậm chí đòi bồi thường vì cho rằng khách đã làm hỏng thiết bị camera người này tuyên bố rằng việc lắp đặt camera kiểu này là phổ biến trong khu căn hộ cho thuê và khuyên đừng làm quá Thực tế, việc lắp camera trong căn hộ cho thuê, homestay để đảm bảo an ninh là sự lựa chọn số 1 của chủ nhà, nhưng việc không thông báo rõ ràng trước với khách đặt phòng là điều cấm kỵ, bởi việc quay lén, chụp đến người khác là hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người bị chụp, quay lén theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 theo tìm hiểu, khu căn hộ này là mô hình kinh doanh lưu trú theo hình thức condotel, căn hộ du lịch. Tuy nhiên, câu trả lời của tài khoản Khánh Vân gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhiều người. Chị Phạm Hoàng Kiều My, nhân viên nhận đặt phòng tại đây đính chính. Căn hộ này gắn camera vì một số lý do riêng. Còn lại các khu vực hành lang của tòa nhà đều được trang bị camera an ninh, nhưng không có chuyện lắp đặt camera trong các căn hộ về phía cơ quan chức năng lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thắng tam thành phố vũng tàu cho biết chưa nhận được thông tin khiếu nại của người dân về sự việc trên công an phường thắng tam đã tiến hành tìm hiểu và nắm bắt thông tin